thì hôm nay cũng có nhân viên, cũng có chính chủ nhờ cầu siêu cho ông Nguyễn Văn Cò. Từ tầng ngày 11 tháng đó, Chư Tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là cầu nguyện cho chính chủ tại tăng hôm nay là ông Nguyễn Văn Cò. Từ tầng ngày 11 tháng 8 năm 2001, Nguyễn Cò 94 tuổi và bà Phạm Thị Hoa. Từ tầng ngày 18 tháng 8 năm 94, Nguyễn Cò 86 tuổi và các dân linh, các hương linh mà tôi vừa đọc qua. Nói và trong pháp hội của chúng ta nói riêng và tất cả chúng sanh trong pháp giới nói chung, kẻ âm được siêu, người dương được nhẹ nhàng thơ thới vậy. Thì buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn, nhưng theo truyền thống của khắp sĩ và quan trọng nhất là cái thời pháp, tức là nhắc nhở cũng như khích lệ và giải thích rõ ràng cách sống của chư Phật tử để chúng ta tiến trên con đường giải thoát. Thì trong các bố thí, chỉ có bố thí pháp là cao thượng hơn hết so với vấn đề tài thí và vô quý thí, thì pháp thí cao hơn hàng triệu hàng tỷ tỷ lần. Nó thành ra buổi pháp, bài pháp đây là chánh. Thì hôm nay tôi xin nói về bài pháp về vấn đề cầu an và cầu siêu. Hôm nay tôi nói về chân lý với cấm thủ, tức là phần thứ hai trong 10 kiếp sử, trong lợi sử, tức là thân kiến với cấm thủ và nghi. Thì tôi xin nhắc lại những phần trước. Phần 10 kiếp sử nằm trong tập đế của tứ địa đế. Tứ địa đế gồm có 4 phần. Một là khổ đế, là nói về sự khổ tất cả chúng sanh trong vũ trụ, gồm có 3 bài. Một đó là 8 khổ, 2 là 3 khổ và 3 là khổ, 3 khổ vào 15 hạng chúng sanh. Thì 8 khổ chúng ta biết rồi, 1 là sanh khổ, 2 là già khổ, 3 bệnh khổ, 4 là chết khổ. Đó là khổ sắc thân. 5 là thương yêu xa lìa khổ, 6 là thù ghét mà phải gặp gỡ khổ, 7 là ham muốn mà không được thỏa mãn khổ, 8 là do có sắc thân ngũ uẩn sắc khổ tưởng hành thức quá lắm khổ. Đó là cái khổ về nhân sinh quan, tức là khổ về hướng về con người và các bậc trần. Còn sau đây là có 3 khổ, là cái khổ nói chung về nội trụ, tức là từ đất đá cỏ cây xuống người trời cho tới các quả thánh, chỉ có Như Lai mới có khổ thôi. Đó thì đó, một là hành khổ, tức là sự chuyển biến từng sát na, tức là tánh cảnh, là cái nền tảng để tất cả chúng sanh nương vào đó chụp mũ để tạo ra vô lượng cái khổ. Đó là gọi là hành khổ, tức là chuyển biến từng sát na, chưa có hình tướng, chưa là cảnh giới vô tướng. Vô tướng không phải là không có, có nhưng mà chưa có hình tướng rõ rệt, chỉ có sự chớp nhoáng thôi. Rồi chúng sanh mới tùy theo nghiệp lực mình chụp mũ có hình tướng, mà hãy có hình thì có hoại, có tướng thì có hoại, thành ra kêu là hoại khổ. Thì từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới bậc bích bồ tát thánh, chỉ có Như Lai là tùy tịnh tất cả mà thôi. Còn khổ khổ là không biết được chuyển biến từng sát na, là hành khổ, là pháp chấp không biết làm chuyển biến chu kỳ, là hoại khổ, là ngã chấp mà lại cố gắng còn thêm chiếm hữu nữa. Thành ra khổ, hành khổ, hoại khổ, còn trồng thêm cái chiếm hữu là khổ, trồng thêm khổ, kêu là khổ khổ. Thì chúng ta khổ cái 3 khổ này vào 15 hạng chúng sanh, tức là toàn thể chúng sanh trong vũ trụ. Thì cái đời đầu này nó kêu là khổ đế. Thành ra chúng ta thấy cái khổ đế đạo Phật rất là độc đáo. Chẳng những là không đạo Phật không phải là yếm thế, không phải là chán đời, mà cũng chẳng phải là yêu đời, chẳng phải là lạc quan, mà là đạo Phật là đạo của sự thật, của như thật và như thị. Như thị là cuộc đời sau thì diễn tả y như vậy, y như sự thật. Rồi thì chúng ta thấy nói đạo Phật là lạc quan thì sai, mà nói đạo Phật là yếm thế, là chán đời thì thật. Đạo Phật là sự thật thôi. Thành chỉ có Như Lai mới nhìn rõ sự thật một cách toàn diện, thì Như Lai mới chấm dứt được 3 khổ là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Đó là tôi nói tóm thôi. Hôm trước là nói rất nhiều, hôm nay thời giờ không có. Chúng ta qua phần thứ hai. Như vậy thì cái khổ đó là cái quả của khổ. Vậy thì nguyên nhân của khổ từ đâu? Thì chúng ta qua cái tập đế là nguyên nhân, là cái thói quen, cái tập khí làm cho chúng ta có cái quả khổ. Thì cái tập khí đó là gì? Chúng ta có 6 bài. Bài thứ nhất là tư tưởng. Nguyên nhân chính của luân hồi sanh tử, của sự đau khổ là tư tưởng. Thì chúng ta biết cái tâm chúng ta có rất nhiều. Thì Đức Phật tài tình là gom lại có 4 thứ tâm thôi. Một là cái cảm giác, kêu là thọ vững. Hai nó là tưởng vững, tức là tư tưởng, sự phân biệt chia rẽ của chúng ta. Ba đó là ý chí, là sự quyết định để tạo nghiệp.
mà chúng ta thường kêu mạt na hay là nghiệp hay là hành khổ hay là hành quẩn. Còn cái thứ năm là kinh nghiệm kiến thức ký ức, tức là chứa trong a lại gia thức, có bốn cái tâm. Thì trong đó cái tư tưởng là chánh. Nhưng nói nó chánh thì nó là nó tạo ra vũ trụ này thôi, nhưng mà cái chủng tử mà để cung cấp chất liệu cho nó là chính là a lại gia. Nhưng mà nếu chúng ta không từ tư tưởng đó thì chúng ta không đi đến a lại gia được. Thành ra phải nói a cái tư tưởng chỉ là cái chi mạc, cái ngọn của đau khổ, còn cái gốc của đau khổ là a lại gia. Nhưng mà trước khi muốn đốn gốc thì chúng ta phải mé cái nhánh cái ngọn trước. Tại vì lý do đó chúng ta thấy nguyên nhân của tam giới này là do tư tưởng hợp tác với cảm giác. Mà chất liệu để tư tưởng lấy để tạo ra tam giới này nó nằm ở trong chủng tử từ a lại gia. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì sau khi diệt được, chuyển hóa được tam giới rồi thì chúng ta mới tùy thuận tất cả tam giới này nằm trong a lại gia. Thì cái đầu tiên chúng ta thấy Đức Phật tài tình là trình bày bao nhiêu thứ khổ, cuối cùng này gom lại có ba cái khổ thôi, ba phương diện của cái khổ, ba mặt của một cái thực tại khổ, đó là thân, tâm và hoàn cảnh. Mà thường thường chúng ta lầm, chúng ta đổ thừa hoàn cảnh và thân. Thì cái này tôi giảng rất nhiều, thì chúng ta về phải suy xét. Thường thường chúng ta nói khổ là bạch sư con bệnh quá, thân này nó bệnh hoạn, nó sanh già bệnh chết, con bệnh hoài con không tu được, như vậy là lầm. Thường thường chúng ta lầm như vậy, thành ra chúng ta nên nhớ cái thân là cái phụ thôi. Mà nếu cái thân bệnh mà chúng ta có ý chí mạnh thì với cái thân bệnh chúng ta vẫn vượt qua được. Nhưng mà phải khó, nghĩa là ý chí phải mạnh, tức là tu thiền định cho vững chắc. Dĩ nhiên là cái thân cũng bệnh thì khó tu rồi đấy, nhưng nó không phải là nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính là cái tâm giải đãi chán nản. Còn cái thứ hai là hoàn cảnh. Thì chúng ta thấy hoàn cảnh ở ngoài cũng khó tu. Ví dụ cha mẹ không biết đạo, hai người vợ mà có ông chồng không biết đạo, cấm không cho, thì chúng ta thấy rằng khó tu. Nhưng mà đó không phải là nguyên nhân chính. Thì chúng ta vẫn có thể sắp đặt thời gian, chúng ta có thể độ trong bạn chúng ta. Mình độ không được thì có thể nhờ các sư hoặc các sư cô thì có thể giúp độ được. Thì cái đó nguyên nhân phụ thôi. Nhưng mà nếu mình đầu hàng, ý chí mình không có thì hỏng hết. Thành ra người ta mới nói rằng trèo sông đổi núi, đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e không. Thì câu này rất là chí lý. Sao? Đường đi khó thì ngăn sông cách núi, mấy chuông cũng lội, mấy đèo cũng qua, khi mình đã muốn rồi. Khi đã muốn rồi thì cái gì cũng có thể làm được hết. Mà khi không muốn, mà muốn là gì? Muốn là lòng, tức là tâm. Khi cái tâm mình không ham muốn rồi thì tất nhiên cái gì cũng không làm được hết. Còn nếu mà mình đã ý chí muốn rồi thì thua keo này chúng ta giành keo khác. Nhưng hồi nhỏ chúng ta còn đi học, nếu ai có ý chí là thi một keo này rớt thì chúng ta bài cho thứ hai, năm nay rớt thì năm tới thi nữa. Mà thi mãi thì phải đậu thôi, phải đậu thôi. Thành ra cái tâm là chánh. Đường đi khó thì không khó gì ngăn sông cách núi, ngăn sông núi là hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng mà khó nhất là lòng người ngại núi e sông. Nếu mình không muốn đi rồi thì bây giờ hoàn cảnh dễ cách mấy mình cũng bị, tại vì bởi thế là ô hô xù, chúng ta quên, không làm gì được hết. Thành ra cuối cùng Đức Phật mới nói trong ba phương diện này thì phương diện tâm là chánh hơn hết. Tuy vậy hoàn cảnh và sắc thân cũng ảnh hưởng khi chúng ta chưa đắc quả, nhưng mà chúng ta phải chú trọng vào cái tâm nhiều hơn, tức là làm sao tạo cái định lực, cái thiền định cho vững chắc thì chúng ta có thể lướt qua mọi hoàn cảnh. Thành ra cái bài thứ nhất của chúng ta là nguyên nhân chính của liên hồi sanh tử là tư tưởng. Tôi nói vậy để chư Phật tử nhiều ở đây thì ai cũng gặp hoàn cảnh hết á, và ai cũng có sắc thân bệnh hoạn hết á. Không có ai sanh là không bệnh, bệnh nhẹ thì còn dễ tu, mà bệnh nặng nữa, mang cái chứng bệnh ung thư nữa thì hay tiểu đường nữa thì thôi chịu rồi đấy. Nhưng mà không phải bệnh ung thư tiểu đường là không tu được. Nếu mình có ý chí thì mình phải cử ăn, mình phải ngồi thiền, mình phải quán xét cuộc đời này là vô thường, khổ đau vô ngã. Thì cái chết đối với đạo Phật, đúng là mình quán xét sâu, đạo Phật không có vấn đề chết, mà chỉ có vấn đề thay đổi thôi. Tôi thường giảng đó, cái linh hồn không bao giờ chết, nó thay đổi mà nó liên tục. Còn cái xác thân này thì thay đổi mà gián đoạn. Thì gián đoạn thì nó phải gián đoạn thôi. Bây giờ mình không chết nữa thì 10 năm, 20, 30 năm nữa cũng phải chết thôi. Nhưng mà cái linh hồn mình không bao giờ chết, nó thay đổi mà nó vẫn liên tục. Như vậy thì bỏ xác thân này, nếu mình có giữ giới, có tu thì sẽ mang một cái xác thân tốt hơn. Bỏ cái áo cũ này mình sẽ mang cái áo tốt hơn. Chỉ sợ rằng mình không tu thôi. Thành ra đối đạo Phật không có cái chết mà chỉ có sự thay đổi. Đó là vấn đề chúng ta phải coi kinh, phải tham thiền, phải quán xét. Thì trước cái chết mình sẽ nhẹ đi.
nhẹ đi thì nó làm cho cái tâm mình không rối loạn. Mà chính cái tâm không rối loạn này sẽ mang cái sắc thân tốt đẹp. Thành ra cuối cùng chúng ta cũng thấy là cái tâm là chân. Thành ra cũng đồng thời hai hoàn cảnh như nhau, mà có người khổ, mà có người lại thấy sung sướng hạnh phúc, là do cái hiểu biết, cái nhìn khác nhau. Thành ra trong kinh nó có kể như hai đứa bé hôm trước tôi từng kể, một đứa em thì nó nhỏ tuổi nhưng mà nó tham ăn, còn chú anh đó thì lớn hơn nó tới 2 tuổi, một đứa thì 3 tuổi, một đứa thì 5 tuổi. Thì ông cha nó đi làm việc thì thường thường mua kẹo gì cho nó, thì đứa em nhỏ 3 tuổi nói bữa nay cha đi làm việc cha mua kẹo gì cho con nhá, thì ông già hứa mua cho. Thì ông về ông có mua một đống kẹo về, nhưng mà bữa đó gặp người bạn lâu năm quá mới gặp nhau, chẳng hạn trường thì lâu quá thì ghé thăm người bạn, thì người bạn cũng có mấy đứa con, nó ra nó mừng ổng thì nó mừng trong túi mình có kẹo ổng lẽ không cho, ổng móc ra ổng cho, mà nó đông quá tới 4-5 đứa, cho cuối cùng thì còn lại có 5 cục thôi. Ổng nhớ tới mấy đứa con mà về ổng có, thằng nhỏ nó khóc chết luôn. Thành ra chưa lại cuối cùng lại còn có 5 cục. Khi về nhà thì đứa con nhỏ nó chạy ra, à, cha mừng, sao con mua kẹo cho con không? Thì thằng anh cũng chạy ra cũng mừng, sao con mua kẹo cho hai con không? Thì ổng nói có, móc ra thì còn có 5 cục. Mà ổng biết cái thằng nhỏ này thì nó khó khăn. Thành ra tuy nó nhỏ ổng cho nó tới 3 cục, còn thằng lớn có 2 cục thôi. Sao thì thằng lớn nó mừng quá, nó chạy vô nó mẹ cho con tới 2 cục kẹo. Tới 2 cục kẹo, nhiều quá con chia cho mẹ 1 cục. Còn thằng nhỏ 3 cục kẹo đem dục dưới đất nằm giả. 3 cục kẹo không đủ nhét răng của con nữa. Mỗi lần cha có con tới 10-20 cục, mà bây giờ có 3 cục làm cái gì được, không đủ nhét cả răng con, thảy xuống nằm giả. Thì chúng ta thấy là 3 cục kẹo nhiều hay là 2 cục kẹo nhiều. Thế mà 2 cục kẹo chú lớn, chú 5-6 tuổi lại thấy là gì, dư tới 1 cục là đi cho người mẹ, rất là lấy làm vui mừng. Mà thằng nhỏ một mình nó tới 3 cục mà nó thấy là ít. Như vậy chúng ta thấy là cái ít nhiều trong cuộc sống thì hầu hết là do cái nhận thức của chúng ta, cái hiểu biết sai lầm của chúng ta làm chúng ta đau khổ. 3 cục kẹo mà cảm thấy đau khổ, 2 cục kẹo mà cảm thấy hạnh phúc. Thì hạnh phúc nó không ảnh hưởng tới vật chất, không ảnh hưởng tới vật chất. Ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng cái tâm, ảnh hưởng cái hiểu biết, ảnh hưởng cái cách nhìn của chúng ta. Thì cái đó đạo Phật kêu là trí tuệ. Con người có trí tuệ là con người không bao giờ đau khổ. Đau khổ cho đến những người không có trí tuệ. Thành đã nói pháp thì để nâng cao cái nhận thức, cái hiểu biết, cái trí tuệ của chư Phật tử. Thành do đó tôi rất quan trọng vấn đề thuyết pháp, vấn đề nhận thức. Tính nhận thức đây thì ông bà có thể thay đổi cái hoàn cảnh mình lập tức. Ví dụ như mình chỉ ke ma túy, uống rượu, cờ bạc đi, thì bà vợ khuyên mình, anh cứ nhậu nhạt hoài, anh làm khổ gia đình đủ thứ, mình đâu có bỏ được, bảo rượu nó tới rồi, rượu mình phải đi thôi. Bây giờ vô đây để nghe ông chưa thuyết pháp, năn nỉ ổng không có chịu đi. Nhưng mà lâu lâu ổng vui, năn nỉ quá ổng kệ, thì vô chịu một lần, vô gặp ông chưa nói nghe chí lý quá. Uống rượu cái tai hại nó rất nhiều, hại gia đình càng nghèo càng bế tắc, đánh vợ đánh con khi sai chưa rồi không còn làm cái gì, sát sanh trộm cắp tà dâm lầm hết, còn có thể ở tù. Càng ngày càng khủng hoảng bơ bình, nghèo càng nghèo thêm. Thì ổng nghe rồi ổng thọ 5 giới. Thì lập tức đó ổng sanh về cõi trời dục giới. Ngay lúc đó, ngay bây giờ, ngay lúc đó, tại lúc đó, ổng từ địa ngục ngạ quỷ ổng sanh về cõi trời. Thì từ nay ổng tuyệt đối là hứa với các chư, hứa trước Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, không còn uống rượu, không còn chơi với bạn nhậu nữa. Thì bạn nhậu sẽ tha liền, không hạp nữa. Thì ổng sẽ đi với những người 5 giới. Thì lập tức gia đình hạnh phúc an vui. Ổng về không có sai chưa nói chuyện đàng hoàng, không có đánh vợ, không đánh con, không xài tiền bạc phung phí, không có đi uống thuốc. Thì tất nhiên chúng ta thấy từ đó là giảm sanh lập tức. Tôi thích cái đó đó, cầu siêu cầu an là cầu cái gì đó, tôi rất lấy làm thích. Siêu an lập tức. Còn vấn đề người chết rồi biểu tôi cầu thì tôi nói thiệt là chỉ có A-la-hán thì cầu kết quả thôi. Tôi thì không đắc được cái đó. Biết cho cái vong linh này còn nằm thân trung ấm hay là đã thân hậu ấm rồi. Thân hậu ấm thì khỏi cầu, đã đầu thai rồi. Còn thân trung ấm còn lơ lửng trên không gian thì mới có vấn đề cầu. Vậy thì tóm lại là trong vấn đề thân tâm và hoàn cảnh tôi trình bày rất nhiều lần, thì chư Phật tử thấy rằng dầu ai than khổ than phiền cách mấy thì chúng ta kéo về thì hoàn cảnh và xác thân là phụ thôi, mà chính cái tâm, cái nhận thức, cái hiểu biết mình mới là nguyên nhân chính của sự đau khổ. Thành ra hai đứa bé cùng chung một hoàn cảnh, cùng chung một cha, cùng chung vấn đề, nhưng mà đứa nhỏ lại tội hơn đứa lớn, mà đứa nhỏ cảm thấy đau khổ được tới 3 cục kẹo mà. Còn thằng lớn nó có 2 cục mà nó cảm thấy dư. Thì chính cái hiểu biết của nó làm cho nó hạnh phúc. Còn cái chú bé này 3 cục mà cảm thấy thiếu.
thì cái hiểu biết kém cỏi làm cho nó đau khổ. Như vậy thì nguyên nhân chính của sự đau khổ không phải là vật chất, không phải là ba cục kẹo mà ít, không phải hai cục kẹo mà nhiều, mà do cái nhận thức của từng đứa. Thì hôm nay nếu chúng ta chuyển đổi cái nhận thức của chúng ta đúng đắn, chúng ta không còn uống rượu, không còn say sưa và ngủ dục nữa, thì cái đau khổ sẽ chấm dứt ngay bây giờ lập tức. Thì đó là ý nghĩa thật sự của vấn đề cầu an và cầu siêu mà tôi thường giảng. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai. Phần thứ nhất chúng ta hiểu rồi, thấy không? Cuối cùng là hoàn cảnh và xác thân chỉ là phụ thôi. Thì từ nay mấy ông bà nói chuyện phải khéo, phải nhớ hoài. Nói bạch sư con bệnh quá con không tu được thì chặt rồi đấy. Nói bạch sư hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, thiếu tiền con cái còn nhỏ, để chừng nào nó lớn hết coi gia thất rồi chừng đó con vô lời thiếu con tu, thế con sẽ đi tu. Thì chúng ta thấy rằng sai. Lúc nào cũng có thể tu được hết trơn. Hoàn cảnh thì nó khó khăn, mình tu theo khó khăn. Hoàn cảnh mà nó dễ dàng, mình tu theo dễ dàng. Mình đừng bắt chước ai hết. Nếu mà ta giàu có, người ta phước đức nhiều, người ta có con giúp ở ngoài Việt Kiều, người ta có thể 24/4 người ta đổi đảnh. Còn mình phải làm ăn vừa tu, con cái thì nó đông, thì mình vừa làm vừa tu. Thì người ta đổi đảnh, người ta ngồi thiền một ngày 3-4 thời, mình một thời thôi. Nhưng mà kiến tha lâu đầy ổ, bền chí, thủng thẳng mà lượm qua rồi, thì cái đó là độc đáo hơn. Thành ra đối đạo Phật quan trọng nhất không phải là hơn thua, không phải là so sánh, mà quan trọng hơn hết tôi thường khuyên mấy ông bà có một chữ thôi, đó là chữ bền. Chúng ta có một chữ bền thôi, kiên nhẫn. Cái chữ nhẫn là cái quan trọng nhất. Kiên nhẫn có thể nói là chữ bền, tức là tích lũy từ 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 từ, đừng có so sánh, đừng chạy theo ai hết. Hoàn cảnh mình làm sao mình cứ tu, hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh mình không có đủ duyên mình tu ít một chút, nhưng mà phải bền bỉ. Thì khi bền bỉ như vậy thì nó sẽ tạo ra hoàn cảnh thay đổi liền. Chúng ta thấy những người nhậu là thì có hoàn cảnh là hoàn cảnh nhậu, bạn thì là bạn nhậu, thì tất nhiên cuộc đời là cuộc đời nhậu, cuộc đời khổ sở. Còn bây giờ đổi lập tức ngay bây giờ thọ giới, bây giờ không chơi với người nhậu, không uống rượu, không hút thuốc nữa, không cờ bạc nữa, thì lập tức chuyển thành cái cõi trời, gia đình hạnh phúc. Cõi trời thì tất nhiên sung sướng rồi đấy, con cháu vợ con hạnh phúc, tiền bạc đức đầy dồi dào. Thì đó thì tất cả là do cái tâm mình thôi, do sự hiểu biết của mình thôi. Còn mọi người mà không chịu đi nghe, không chịu cải sửa, cái tâm bỏng xẻng trật hạ, cái tâm không chịu cởi mở, thì suốt đời phải đau khổ. Khi đau khổ là do hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh chính yếu của nó là do tâm. Có tâm mới chuyển hoàn cảnh được. Còn bây giờ mình bệnh hoạn hoài, bây giờ mình cứ ăn đồ độc không, bột ngọt mình không bỏ được, thì bây giờ biểu làm sao không bệnh được. Thì y cái tâm mình biết là nó là độc, độc thì nhất định tôi phải bỏ. Có người nói thà chết chứ bột ngọt bỏ không được. Như vậy là cái hiểu biết mình quá kém. Mình ăn để mà chết sao? Chúng ta sống để mà ăn hay là ăn để mà sống? Thì chúng ta nên biết ăn để mà sống, sống để mà tu, chứ đâu phải sống để mà ăn. Thì nếu chúng ta hiểu cái sống để mà ăn là cái hiểu biết sai lầm, tức là cái tâm chúng ta hẹp, cái tâm sai lầm, thì cuối cùng cũng là tâm thôi, cũng là tâm thôi. Còn chúng ta nghĩ là ăn để mà sống, thì ăn cái gì để no bụng, mình có sức khỏe để tu, thì cái này hiểu đúng. Hiểu đúng là gì? Cũng là tâm thôi. Cái hiểu là tâm. Mà còn hiểu sai một cái thì đem tới cái thân bệnh, đem tới hoàn cảnh bi đát, hoàn cảnh bế tắc. Mà hoàn cảnh bế tắc là do gì? Do tâm. Mà cái thân bệnh hoạn là do gì? Cũng do tâm. Từ xưa ta nói là cái tai họa do lỗ miệng mà ra, còn cái bệnh hoạn do lỗ miệng mà vô. Thì câu này tôi thấy muôn đời vẫn đúng. Có người bệnh là gì? Thì do cái ăn uống vô lỗ miệng vô. Mà nếu mình cử được món đồ ăn uống rồi thì cái bệnh hoạn không tới nữa. Mình ăn toàn đồ lành, ăn đồ tốt, mình không cần ngon. Để làm sao? Hãy đói thì cái gì cũng ngon. Chúng ta nói là đồ khô lân chả phụng, bột ngọt rồi mới ngon. Thử mà chúng ta đói từ 5-7 bữa rồi bây giờ cơm trắng như muối, muối tiêu ăn cũng ngon. Thì có cái câu chuyện mà vua gì mà ổng, lúc mà ổng ở trong hoàng cung, nó ăn nào khô lân chả phụng, thợ nấu ê hề, ổng ăn không vô. Rồi tới chi bị cướp nước, ổng mới chạy vô rừng đói 5-7 bữa. Bây giờ mới đào củ chuối cho ổng ăn, nó trời ơi cái bữa cơm gì mà ngon lạ luôn. Các hành dân cho tẩm cái củ gì mà ăn ngon quá vậy? Nó dạ củ khoai chuối đó bè hà, củ mà dân người ta bỏ, mấy người nghèo người ta mới cạp tới thôi. Rồi sao cẩm thấy ngon quá, ngon gì có bao tử 4-5 bữa không có hộp cơm không ngon sao được. Thì chúng ta thấy là cái gì đói thì nó ngon thôi, cái gì đầy tràn thì không bao giờ ngon. Chúng ta phải hiểu vậy. Thành ra cuối cùng cũng là do cái tâm. Thành cái thứ nhất mà chư Phật tử phải nắm vững là tất cả đều do tâm tạo. Thành đạo cũng do tâm, mà địa ngục cũng do tâm, mà súc sanh ngạ quỷ khỏi trời cũng do tâm, mà niết bàn cũng là do tâm. Vậy cái tâm là cái chánh, để chúng ta nắm được chúng ta mới tu tập được.
Thành ra chư Phật tử nhớ từ nay ít đổ thừa hoàn cảnh, ít đổ thừa sát thân nhau, mà phải nắm vững cái tâm. Cái tâm mình kiên nhẫn, mình có thể lướt qua tất cả hoàn cảnh, lướt qua tất cả sát thân. Cũng như đồng thời người ta gia đình, người ta cũng như mình, người ta cũng nghèo khổ như mình, mà tại sao người ta biết tu, người ta là hạnh phúc. Còn mình cũng nghèo khổ vậy mà tại sao mình cứ khổ sở hoài. Thì cái khổ không phải là nghèo. Nó thành ra sanh không phải khổ, già không phải khổ, bệnh không phải khổ, chết không phải khổ. Mà nghĩ, cái tâm nghĩ về cái chết, sợ cái chết, thì mới làm cho chúng ta khổ. Chết ai không chết, cứ chừng ngã ra chết đi thôi. Nhưng mà nghĩ là ngày mai mình chết, bỏ lỡ vợ con, bỏ lỡ tiền bạc, thì cái ý nghĩ này làm cho mình khổ. Như vậy là nghĩ về cái chết, cái nghĩ mới khổ, chứ cái chết không có khổ. Còn bệnh hoạn mình nằm chỗ hoài, nếu mà Đức Phật hay được thánh nhân mình chỗ ngài cũng giống là hạnh phúc như thường. Trái lại mình nghĩ là so sánh người ta đi chơi, người ta làm đủ thứ hết trơn, mà mình nằm một chỗ mình khổ sở quá, thì cái ý nghĩ này làm cho mình khổ. Chứ nằm một chỗ không phải là sự khổ. Vậy thì cũng do cái tâm thôi, do cái hiểu biết thôi. Thôi đấy là cái thứ nhất là mấy ông bà vì cố gắng quán xét ha, để có thể đem bất cứ cái gì khổ sở trong cuộc sống này, vì hoàn cảnh, về sát thân, rồi tôi chỉ ra, tôi kéo ra, cũng là cái tâm thôi, cũng là cái nhận thức kém cỏi của mình. Vậy thì muốn cho cái nhận thức chúng ta hoàn toàn sáng suốt toàn diện, thì chúng ta phải nghe pháp, phải xem kinh, phải quán xét cuộc đời này là vô thường, vô ngã và khổ đau, thì bảo đảm cái khổ sẽ chấm dứt khi mình có cái nhìn sáng suốt và toàn diện. Bây giờ qua phần thứ hai, cái đó là cái khó mà chúng ta thấy giản dễ hiểu. Còn cái phần thứ hai này mà khó nhất là nguyên nhân chính, chưa nói là tư tưởng công nhận rồi, là trong cái tâm thì có cảm giác, cái tâm tâm biết mà chưa phân biệt, đó là cảm giác. Cái tâm biết mà có phân biệt, đặt trên từ phân biệt phải quấy tốt xấu lợi hại, thịnh si dinh nhục, đó là tư tưởng con biết rồi. Còn cái ý chí là sự đắn đo để mà hành động, để quyết định, để mà tạo nghiệp, thì cái đó tôi cũng hiểu rồi. Còn cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức trong A Lại Gia thì cái đó cũng hiểu rồi. Vậy thì nguyên nhân của đau khổ chính là tư tưởng, thì con đồng ý. Vậy thì bây giờ tiêu diệt tư tưởng thì cái khổ sẽ hết, phải vậy ông sư? Thì tôi sẽ nói phải mà không phải. Nếu mà tiêu diệt tư tưởng đó thì chúng ta thấy rằng không thể diệt được. Nhưng mà có thể diệt được đó thì tư tưởng tuy nó là vọng, nhưng khi mình chuyển hóa nó thì nó trở thành cái diệu dụng. Tư tưởng thì chúng ta ví dụ đó giống như là sống, còn cái chân tâm đó giống như là nước. Sống với nước thì không phải một mà không phải khác. Mà nếu mà chúng ta diệt sống rồi đó thì nước này là nước chết, nước chết. Nước mà không có sống thì nước gọi là nước động, ao tù nước động. Mà nước động thì nước sẽ thối. Thành ra diệt bỏ tư tưởng đó thì cái chân tâm là chân tâm chết. Chỉ có bậc A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định. Sở dĩ cõi này sống đó, sống động là do tư tưởng và cảm giác, kêu là thọ cảm và tư tưởng. Chính hai cái này lấy chất liệu trong A-la gia để tạo ra tam giới, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới cõi trời phi tưởng, phi tưởng, tức là tám cõi. Mà trong mỗi cõi đó còn có những cảnh khác nhau, thành ra có vô lượng cõi, vô lượng pháp giới. Mà nếu không có sống đó, thì chúng ta thấy nước không đẹp đẽ. Mà nếu chúng ta nhận sống là chúng ta thì chúng ta phải đau khổ, vì sống sẽ sinh diệt. Sống sẽ là khổ đau đối với hạnh phúc. Sống sẽ sinh diệt, sống sẽ bất tội, sống sẽ tạo ra bao nhiêu phiền não, sống sẽ tạo ra sanh già bệnh chết, tất cả đều là hiện tượng của sống. Nhưng mà ngay trong sống đó có nước ở trong đó, mà nước thì bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Mà bất cấu bất tịnh nằm ngay trong sống ô trược. Sinh tử của sống nằm trong bồ đề bất sinh bất diệt của nước. Thành ra chúng ta muốn đi tìm Phật, đừng tìm cái gì ngoài sắc thân. Sắc thân này luân hồi sinh tử sinh diệt, nhưng mà cái bất sinh bất diệt cũng nằm ngay trong sắc thân này, nhưng mà với cái nhìn khác. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra nếu chúng ta diệt sắc thân này rồi thì cái chân tâm cũng mất luôn. Chân tâm nếu có thì trở về việc thọ tưởng định, thì đó là chân tâm chết. Cây khô cá chết, manh nha bại chủng. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra nếu mà bỏ sống rồi đó thì nước là nước chết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì đối với tư tưởng chúng ta phải làm sao? Cái khó khăn của thứ hai là chúng ta cái đặt cái câu hỏi làm sao để mà diệt tư tưởng. Mà chúng ta nên nhớ diệt tư tưởng rồi thì cái nước đó là nước chết. Còn nếu để tư tưởng thì chúng ta luân hồi sinh tử khổ. Như vậy chúng ta phải làm sao?
thì chúng ta đặt chữ làm sao là chúng ta lọt vào trong cái mê hồn trận của tư tưởng nữa. Tư tưởng thì thường thường có vấn đề, mà cái nước thì nó không có hình tướng, thành ra nó không có vấn đề. Mà cái không vấn đề nằm trong cái vấn đề, cái sanh tử nằm trong cái bất sanh bất diệt. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành ra chúng ta cứ đòi hỏi làm sao để giải quyết vấn đề tư tưởng, thì chúng ta có thể thay đổi tư tưởng chứ chúng ta không thể giải quyết được. Thí dụ như tôi là địa ngục, tôi khổ, thì tôi muốn làm sao đừng có địa ngục, mà địa ngục là tư tưởng si mê, thì tôi thay đổi bằng tư tưởng tham lam, nó nhẹ hơn. Thì đây cũng là một lối của tư tưởng. Chúng ta muốn trừ, muốn bỏ cái xiềng sắt, thì chúng ta lợi thay cái xiềng vàng. Mà chúng ta quên làm xiềng vàng cũng vẫn là xiềng. Chúng ta bỏ cõi địa ngục lên ngạ quỷ, rồi bỏ ngạ quỷ lên súc sanh, bỏ súc sanh lên cõi người, bỏ cõi người lên cõi trời dục giới, bỏ cõi trời dục giới lên sắc giới, bỏ cõi trời sắc giới lên vô sắc giới, rồi từ không vô biên lên thức vô biên vô sở hữu. Thì chúng ta thấy cõi trời phi phi tưởng là cao siêu hơn nhất. Nhưng đó vẫn là cái xiềng, vẫn là cái lòng, mà cái xiềng đó là cái xiềng vàng, cái xiềng kim cương. Mà cái xiềng này mới khó bỏ, mà cái xiềng nào thì cũng trói cột hết. Thành ra chúng ta thấy rằng cái thế tư tưởng là cái thế nhân quả, cái thế duyên sinh, nó chằng chịt với nhau. Mà chúng ta cứ thay đổi mãi, trở thành mãi, thì chúng ta cứ lẫn quẩn mãi, không bao giờ nhận lại cái bất sinh bất diệt. Bất sinh bất diệt không nằm trong vấn đề mà cải sửa. Mà thường thường chúng ta tu theo các tôn giáo khác, và cũng nghe đạo Phật nói là tu là làm lành lấn dữ, tu là cải sửa. Nhưng mà thật sự cải sửa thì đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó ở lớp thấp, nó là ấu trĩ thôi. Đạo Phật không dừng ở chỗ đó, không dừng ở chỗ cải sửa. Ví dụ tôi làm ác thì bây giờ tôi phải làm thiện lại, cải sửa làm thiện. Tôi là người xấu thì tôi phải cải sửa làm người tốt. Tôi là người bón sẻn thì tôi phải sửa là cải sửa làm con người rộng rãi, bố thí. Thì cái ác mà giờ tôi đổi qua thành cái thiện, thì cái thiện là cái gì? Cái thiện là một cái thiện đối với ác. Tôi nói chẳng hạn như bây giờ mấy ông mấy bà chưa giữ giới rồi hết, thì đó là ác. Bây giờ người giữ ba giới thì thiện hơn người không giữ giới. Nhưng mà người giữ ba giới thì thiện hơn người không giữ giới, mà là ác hơn người năm giới. Còn người năm giới thì thiện hơn người không giữ giới và ba giới, nhưng mà ác hơn người tám giới. Như vậy là thiện đối với ác, thì cái thiện này cũng là một sự trói cột mà thôi. Vậy bây giờ tôi hỏi làm sao khỏi trói cột? Thì chỉ làm sao, tức là tìm một pháp môn, tìm một cách thức, tìm một cái điều kiện. Mà tất cả điều kiện thì nằm trong hiện tượng giới, nằm trong nhân quả. Mà nhân quả thì không thể đi tới bản thể được. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Thành cái chỗ này, cái chỗ mà người tu là thường lọt vào vấn đề này, mình chết cứng ở trong này. Chính tôi mấy chục năm đi xuất gia cũng khổ đau vì vấn đề tìm cách để mà đi đến Niết Bàn. Mà càng tìm cách để đi đến Niết Bàn thì lại ác nghiệp thai, càng xa Niết Bàn, càng xa Niết Bàn. Chúng ta thấy là cõi trời mà phi tưởng nó xa Niết Bàn, nó rất gần Niết Bàn nhưng mà nó rất xa Niết Bàn. Là vì sao? Vì cái tâm nó rất là chi tế, nó giống như Niết Bàn. Thành ra phải Như Lai hoặc là Bồ Tát cao to múa lớn mới có thể độ người phi tưởng trở về Niết Bàn. Khi họ chịu trở về thì rất mau, nhưng mà dễ gì họ chịu trở về. Vì cái cảnh giới phi tưởng của vô sắc giới đó, không vô biên thức, vô biên vô sở, rất là chi tế, giống như là Niết Bàn rồi. Mà tôi đã thấy như Niết Bàn, tôi còn đi tìm kiếm đâu nữa. Chỉ có người nào căn cơ cao mới có thể độ tôi được. Chẳng hạn như giờ mấy ông mới đòi muốn đi độ ông bác sĩ, hay muốn độ nhà bác học, thì tầm thường như tôi là không thể độ, nói không vô được. Bởi vì cái trình độ về kiến thức về hiện tượng giới mình thua các ngài. Mình phải hơn các ngài mình mới có thể độ được. Phải một vị đại Bồ Tát, những người là bác sĩ cao siêu như Đức Phật là qua hết tất cả các sự học. Còn nếu mình mới lớp 7, lớp 8, lớp 12 mà độ bác sĩ, ổng là qua lớp 12, 7, 8 năm học, thì bây giờ mình cái lời nói không đủ để mà độ. Mặc dù ổng vẫn sai, nhưng mà ổng lý luận đủ cách hết. Thành ra càng cao chừng nào để càng khó đạt đến Niết Bàn chừng ấy. Còn nếu mà ổng chịu nghe rồi, có người nào mà cao hơn ổng cục thì ổng tu rất là mau. Nhưng mà làm gì kiếm được một vị pháp sư mà đủ tài, đủ đức hết thì mới có thể độ được. Thành ra chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành ra ở đây đó, vấn đề tư tưởng đó là chúng ta có một cách tu thứ hai, là không phải tu bằng cải sửa, mà là tu bằng nhận lại. Thành ra chúng ta thấy sống đó thì có sống nhỏ, sống to, sống lưỡi búa, sống cái chén, cái tô, sống cây ly, sống cỏ cây, sống
heo, chó, gà, vịt, sống người ta, sống cõi trời, tất cả đều là sống, tức là đều là sanh diệt. Nếu chúng ta thay đổi cải sửa thì chúng ta tiến lên như vậy. Nhưng mà tiến như vậy, tiến tới gì cõi trời, sắc giới vô sắc giới thì đó vẫn là sống thôi, chứ không thể là nước được. Không thể là nước được, chúng ta phải hiểu như vậy. Mà bây giờ nước thì làm sao? Nước là ngẩn lại chứ không phải cải sửa. Không phải là sống cái tô, cái chén rồi sửa qua tống cỏ cây, rồi sửa qua sống con rít, con tôm, con cua, rồi sửa rồi sống con chó, con heo, rồi sống người ta, rồi lần lần cái sống trời dục giới, sống hình người, trời sắc giới, thì vẫn lẫn quẩn trong vấn đề sống mà thôi. Chứ sống không thể đi đến nước được, không thể cải sửa sống để thành nước. Vì sao? Vì nước ở ngay trong sông, ở ngay trong sông. Mà làm sao cải sửa được? Cải sửa sống thành sống thì được, chứ không thể cải sửa sống thành nước được, bởi vì nước ở ngay trong sông. Thì muốn thấy được nước là phải ngăn lại, tức là phải đứng lặng, phải dừng lại, đừng có chạy nữa, đừng có tìm kiếm nữa, đừng đặt câu hỏi làm sao nữa. Còn đặt câu hỏi làm sao là càng sanh sướng vấn đề. Đó là cái khó khăn nhất của người tu. Khó khăn nhất của người tu. Làm sao để tôi đạt Niết Bàn? Làm sao để tôi thành Phật? Làm sao để tôi đắc quả A-la-hán? Càng làm sao chừng nào càng xa thánh quả chừng ấy. Chỉ khi nào chúng ta dừng lại, chúng ta nhìn tất cả mọi diễn biến của tư tưởng, chỉ khi nào chúng ta thấy được cái chuyển biến của sống, nó đi như thế nào, nó đi từ sắc vững rồi nó qua từ cảm giác, là cái biết mà chưa phân biệt, rồi qua tới tư tưởng phân biệt như thế nào, và ý chí đắn đo như thế nào, rồi kinh nghiệm kiến thức như thế nào, mà tuyệt nhiên đừng cải sửa, đừng phê phán, đừng có chỉ trích, thì cái đó chính là nước. Chúng ta hoàn toàn đứng lặng, thì đứng lặng chính là nước. Nước chưa hề sao động, nước chưa hề có hình tướng, mà đã sao động, đã có hình tướng thì đó là sống. Nhưng mà sống sao động là sao động ở trong nước đứng lặng, mà nước đứng lặng là đứng lặng ở trong sống sao động. Cái đó là cái điều khó khăn mà chư Phật tử phải hiểu biết. Thành ra chỉ khi nào chúng ta không còn đặt câu hỏi làm sao nữa, mà chúng ta lặng lẽ nhìn cái diễn biến của thọ cảm, của cảm giác và cũng của tư tưởng, mà tuyệt đối đừng được phê phán, đừng chỉ trích, đừng phê bình. Khi chỉ trích phê bình là chúng ta trở về với sống nữa, thì nước nó ẩn ngay lập tức, ẩn đâu? Ẩn ngay trong sống. Đó là điều rất khó đối với chúng ta. Mà nếu chúng ta nhận được nước rồi đó, thì nhận lập tức ngay bây giờ. Không có pháp môn, không có thầy, không có thời gian, không có không gian. Còn đối với sống thì phải có pháp môn, nó thuộc về nhân quả mà, và điều kiện mà, thì phải có không gian, có thời gian, có thầy, có sự cải sửa. Còn nước thì hoàn toàn khác. Khi nhận lại nó là không có không gian, không có thời gian, không có thầy. Ví dụ như, nhưng mà chúng ta nên nhớ nói như vậy, chứ còn nếu chúng ta ở địa ngục, cái sống mà sống địa ngục, sống của loài chó, loài heo, loài gà, sống mà có hình tướng heo, chó, gà, thì dính diễn cái tâm đó, cái tâm địa ngục nào của chúng ta, là tuy rằng có nước, có Phật tánh, có Niết Bàn, nhưng mà không đủ điều kiện để nhận lại. Chúng ta phải tiến đến cái sống của cõi, cõi trời dục giới, cõi người cũng chưa đủ nhận lại. Cõi trời dục giới và tứ thiền, tứ thiền nữa là tầm sát, cũng chưa đủ điều kiện để nhận lại. Phải qua nhị thiền là hỷ, lạc, bất khổ thọ và tứ không. Thì đây, nếu mà có gặp những kiến thức á, còn không thì chúng ta an trú trong cái sống hạnh phúc, cái sống sung sướng của cõi trời đối với cái khổ đau, thì chúng ta lại lẫn quẩn. Nhưng mà nếu có thiện kiến thức giúp đỡ, thì đủ điều kiện để nhận Phật tánh. Phật tánh làm sự nhận lại. Ví dụ như bây giờ, tôi là ở cõi trời nhị thiền, đã đang ở trong hỷ, thì thường thường cái hỷ đó là tâm của tôi nhận đó là chân tâm. Như vậy là hỏng. Cái hỷ là hoại mà, phải có vui thì tất nhiên có chấm dứt cái vui. Còn cái lạc của gì? Lạc là cái hỷ là cái mình, còn cái lạc là cái vui. Mà tôi lấy cái hỷ lạc làm cái tâm, thì tất nhiên hỷ lạc thời gian nó sẽ gián đoạn, nó sẽ hoại. Mà cái gì hoại thì cái đó là sống, không phải là nước. Như vậy thì nước ở đâu? Thì nước ở ngay trong hỷ lạc, ngay trong sống. Thì bây giờ có một cái nhận thức khác là tôi lặng lẽ, tôi đừng sao động, đừng tìm kiếm nữa. Tôi nhận thấy hỷ là hỷ, lạc là lạc. Mà đừng cải sửa, đừng có muốn hỷ còn mãi, mà đừng có mong cầu nó mất. Khi hỷ nó chấm dứt, nó qua lạc thì biết nó qua lạc. Khi lạc chấm dứt, nó trở lại hỷ thì biết nó trở lại hỷ. Thì cái biết này chính là nước, chính là Phật tánh. Nhưng mà phải tới giai đoạn này
thì mới đủ điều kiện để nhận lại. Còn trong lúc mà tầm sát thì cũng có Phật tánh, nếu tôi nhận ra tầm ra sát nhưng không đủ điều kiện để nhận. Còn khi tôi đắc quả A La Hán rồi thì ngay tầm sát tôi cũng nhận thấy Phật tánh ngay trong đó, là khi nào tôi đi tới rốt ráo A La Hán. Còn giai đoạn đầu tu tập thì tầm sát chưa nhận được. Còn cõi người hay là cõi Atula thì với cái tâm sinh, cái tâm mà thật đố thì cái tâm này quá thấp cũng không nhận được Phật tánh. Nhưng mà khi một vị Bồ Tát thể hiện Atula thì cái tâm khởi lên các ngài nhận Phật tánh ngay trong đó, thì cái đó gọi là thi hiện hay là đóng cực, thì nó lại khác. Thì chừng đó cái tâm thật đố ganh tị của ngài đó chỉ là cái diệu dụng của chân tâm thôi, chứ nó không phải là tâm sân giận thiệt. Thành kêu là thị hiện. Hiện là thị là thấy, hiện là bài ra, bài ra cho chúng ta thấy, cũng như đóng kịch trên cái tuồng hát vậy. Nếu đóng kịch trên tuồng hát mà tôi tới giai đoạn tôi phải làm nổi sân, tôi phải chửi, tôi phải giết người, hoặc là tôi phải bị lên đoạn đầu đài xử tử, thì nếu tôi biết là tuồng hát tôi có sợ hay không? Dĩ nhiên là có tuồng hát là tôi không sợ, nhưng mà đóng kịch tôi phải làm bộ sợ. Thế lên cái đoạn đầu đài tôi cũng đúng như thường, nhưng mà tôi biết đây là tuồng hát thì trong tâm tôi vẫn bình thản, nhưng mà ngoài tôi vẫn thể hiện như là tôi sợ, để cho khán giả thấy cái tuồng nó linh động, sinh động. Đạo Phật độc đáo là chỗ đó. À, vậy thì trở lại là giai đoạn thứ hai là chúng ta phải làm sao? Đừng có đặt cái câu hỏi làm sao nữa, mà chúng ta phải đứng lặng. Chỉ có đứng lặng chúng ta mới thấy được cái tiến trình, thì chúng ta mới qua thánh quả được. Đó là qua giai đoạn kế. Và thứ hai là cách giải trốn tư tưởng lẫn quẩn theo đời và đạo. Thì chúng ta đi theo hiện tượng giới là chúng ta lẫn quẩn hoài không ấy được. Rồi bài thứ ba là phải thấy cái tiến trình của ngũ quẩn, tức là tôi nói lại tiến trình của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, mà tịnh, đừng cải sửa, đừng phê phán, đừng chỉ trích gì hết, thì cái thấy này mới chúng đưa chúng ta tới giải thoát. Đó là bài thứ ba. Bài thứ tư rồi. Bài thứ ba và bài thứ tư đó là tiến trình của ngũ quẩn qua sáu căn. Chúng ta luân hồi sinh tử là do sáu lục tạc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có cái tiến trình của sắc, thọ, tưởng, hành, thức nằm trong đó. Hôm trước tôi đã giảng rồi. Còn bài thứ năm đó là như vậy thì tư tưởng có nguyên nhân đầu tiên hay không? Tại sao là nước rồi tự nhiên lại phải nổi sóng? Vì là lý do như vậy, tại sao mình đã chân như rồi mà tại sao lại một niệm bất giác để luân hồi sinh tử khổ? Thì câu hỏi này Đức Phật trả lời bằng nguồn hai nhân duyên. Hai nhân duyên tức là cái dòng lẫn quẩn. Cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử không có. Nếu chúng ta tìm nguyên nhân là chúng ta lạc vào con mê hồn trận của tư tưởng. Cũng như mà Đức Phật ví dụ như một người mà nhìn lên trên không gian thì thấy không gian là trong trẻo, không có gì hết. Nhưng nhìn lâu mỏi mắt thì thấy không gian có cái hoa đốm, có cái chốt nhón xanh đỏ trắng vàng. Xanh đỏ trắng vàng từ đâu mà có? Thì không có nguyên nhân. Cũng như chúng ta chim bao, mà chim bao từ đâu mà có? Người đó chim bao là tại mình ngủ đè cái tay, rồi nó máu không chạy đều. Có bữa mình không đè rồi vẫn có chim bao như thường. À, mà có bữa mình không làm gì hết mà vẫn có chim bao như thường. Thành được cái vấn đề giúp chim bao là không thể nói nguyên nhân từ đâu. Nhưng mà cái đó thì tôi thấy cũng không thỏa mãn. Nhưng mà sau cuối cùng Đức Phật mới giảng một cái nữa là giống như người đuôi mở ánh sáng vậy. Thì tôi thường giảng ở đây thì cái này rất là hay, thỏa mãn. Nhưng mà thấy còn ấm ức là chỉ có người đuôi mở ánh sáng thôi. Mà ai chấp nhận câu hỏi ánh sáng là gì đối với người đuôi thì người đó dại, người đó ngu. Mà càng chấp nhận câu hỏi này càng trả lời thì chúng ta càng đưa người đuôi càng ở chỗ bế tắc, là không hiểu gì về ánh sáng hết. Ví dụ người đuôi nói bây giờ giảng ánh sáng mặt trời, mấy ông mấy bà có con mắt sáng cho tôi biết ánh sáng mặt trời như thế nào. Thì chấp nhận câu hỏi này mình giải thích thì người đuôi không thỏa mãn, anh giảng tôi không hiểu. Bây giờ người thứ hai đến giảng, người đuôi nó cũng không hiểu. Tới người thứ ba, tới người thứ mười, người đuôi nói anh giảng tôi hiểu. Anh giảng rất rõ ràng, khúc trước anh thí dụ rất sáng tỏ, bây giờ tôi hiểu ánh sáng mặt trời là gì rồi. Như vậy thì người đuôi có hiểu hay không? Chúng ta thấy là cũng không hiểu. Nó chỉ là tưởng tượng về ánh sáng mặt trời, mà tưởng tượng thì không phải là tự thân của ánh sáng mặt trời. Thành đã chấp nhận câu hỏi này là ngu. Mà càng giải thích chừng nào là càng vào mê hồn trận chừng ấy, càng sanh xứa nhiều vấn đề chừng ấy, và cuối cùng cũng không hiểu ánh sáng mặt trời là gì hết. Thà cách trả lời sáng tỏ nhất cho người đuôi đó là không phải chấp nhận câu hỏi đó, mà nói câu hỏi đó là câu hỏi vô lý. Anh đuôi thì do anh hỏi, có trả lời 100 người trả lời cho anh cũng chẳng hiểu gì hết. Nếu anh nói có hiểu, đó chỉ là anh tưởng tượng về ánh sáng mặt trời. Anh nghĩ về ánh sáng mặt trời, mà nghĩ thì không phải là tự thân của ánh sáng mặt trời. Chỉ có cách là anh phải trị bệnh con mắt của anh. Cách đó là cách độc đáo nhất. Mà khi đã trị bệnh con mắt hết đuôi rồi thì sao? Thì câu hỏi không còn nữa.
Người sáng không bao giờ hỏi ánh sáng mặt trời, chỉ có người đuôi mới hỏi thôi. Mà đã đuôi hỏi rồi thì là phi lý. Nhưng mà nếu chúng ta bác ngay lúc đầu là người đuôi nằm dạ đấy. Trời ơi, tôi là bất tri tất vấn, bất minh tất học, mà không biết thì hỏi, mà không sáng thì phải học hỏi làm cho sáng. Bây giờ tôi hỏi anh không cho, để tôi đuôi suốt đời hay sao? Tôi không biết ánh sáng mặt trời suốt đời hay không. Thì mới đầu theo thế tư tưởng chúng ta thấy người đuôi này là có lý, con người biết muốn tiến hóa, muốn học hỏi. Nhưng mà nghĩ cho sâu thì người đuôi này nằm trong bê hồn trận tư tưởng. Và chúng ta chấp nhận câu hỏi để trả lời là chúng ta đi vào một cái ngu. Nếu càng trả lời nhiều là đi vào nhiều cái ngu, cuối cùng là bế tắc. Đó là cái độc đáo, cái khó khăn nhất của vấn đề tu Phật, mà chỉ có Phật giáo mới có, tôn giáo khác không có cái đó. Tôn giáo khác chỉ đi qua cái xiềng vàng, qua cái xiềng sắt, qua cái xiềng cây, qua cái xiềng sắt, qua cái xiềng đồng, qua cái xiềng bạc, qua cái xiềng vàng, cứ thế thay đổi mãi. Chỉ có Đức Phật ra đời mới thấy cái lầm của chúng sanh, mà cái lầm này đau là khổ đấy. Phải tham thiền cho sâu xa mới thấy rằng mình đã lầm. Tôi hồi xưa vậy vô mới tu pháp môn, trước rồi tu tiên, rồi sau này tu Lương Sĩ Hằng, rồi qua tới tu là tứ thiền, rồi sau mới hiểu được bát nhã. Khỏi ôi là 13 năm trời lẫn quẩn. Chúng ta thấy là chỉ có đạo Phật mới làm sáng tỏ. Nhưng mà nói như vậy chứ không phải là khi không đi vào thẳng bát nhã nha. Như tôi nói hồi nãy, cũng phải qua tứ thiền. Mà tứ thiền là cái phương tiện, cái bàn đạp để chúng ta nhận lại Phật tánh. Nếu chúng ta không nhận Phật tánh, không có thiện trí thức giúp đỡ thì chúng ta sẽ hưởng cõi trời. Thế là hỏng. Chúng ta lọt vào mê hồn trận của tư tưởng. Chỗ này là chỗ khác xa của đạo Phật. Thành ra chúng ta thấy hồi đó ông Quốc Đầu Lâm Phất la đó, là ở lúc đó là ra đời trước Phật và đã dạy cho Thái tử Si Đạt Ta về tử tu đó. Nhưng mà Thái tử không chấp nhận. Cái cõi trời sắc giới vô sắc giới không phải là niết bàn. Nhưng mà sau khi Đức Phật tìm ra cái tương đường giải thoát, tìm ra Phật tánh rồi, thì Ngài lại lợi dụng cái tứ thiền tứ không để làm bàn đạp đi tới Phật tánh. Còn ông A-la-la thì lấy cái đó làm chân tâm, làm mục đích cuối cùng, làm cứu cánh. Đức Phật thấy đó không phải là cứu cánh, nhưng mà không có nó là không đủ điều kiện để nhận lại Phật tánh. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất mà mấy ông bà cần phải hiểu. Đúng là tôi giảng dài nữa nhưng mà thời gian không có. Như vậy tôi lướt qua thôi, mỗi lần tôi nhắc lại. Bây giờ vậy thì cái tiến trình của ngũ uẩn là qua 6 căn, rồi cuối cùng là qua thập nhị nhân duyên, cuối cùng là chúng ta còn có 10 kiết sử, là 10 cái sợi dây trói cột chúng ta vào dòng luân hồi sinh tử khổ. 10 kiết sử chúng ta còn kiết là trói cột, sử là sai kiến, chúng ta còn kêu danh từ khác là phiền não. Mà Đức Phật nói có vô lượng vô biên phiền não, cuối cùng Ngài tóm lại là có 8.000, 84.000 phiền não. Cuối cùng Ngài tóm lại có 10, rồi cuối cùng Ngài tóm lại có 3 là tham lam, sân giận và si mê. Cuối cùng Ngài tóm lại có 1 là tư tưởng. Nhưng mà 1 với 3 thì quá ít, còn vô lượng vô biên 84.000 thì quá nhiều. Ngài lấy cái trung đạo là 10 sợi dây trói cột, 10 cái phiền não. Thì hôm nay chúng ta qua bài phiền não. Thì 10 cái phiền não đó, 3 cái đầu đó là thân kiến giới cấm thủ và nghi, chúng ta thường kêu là lợi sử. Còn cái đó là tham dục và sân, chúng ta kêu là động sử thô tháo. Còn lại 5 cái động sử y tế là tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì hôm trước tôi đã giảng như thế nào động sử thô tháo, như thế nào động sử y tế rồi. Thì hôm nay khỏi lặp lại nha. Lợi sử thì như thế nào? Nhưng tôi lặp chút xíu. Lợi sử đó là sử là trói cột. Trói cột một cách lanh lợi, nghĩa là trên vấn đề lý chướng. Lý chướng là gì? Là trên vấn đề lý thuyết, trên vấn đề suy nghĩ thôi. Khi mà nhận được Phật tánh thì nó rơi rụng liền. Hình ảnh.